Đây là đúc cái kiến thức, nó một phần để mình áp dụng cuộc sống của mình ấy. Thế mình sẽ không sợ mình bị lý thuyết và không sợ là cái mình học nó không áp dụng được. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Đặng Thành Trung. Thì hôm nay mình xin làm một cái video chia sẻ với mọi người là cái hai cái phương pháp học tập siêu tốc mà thầy Phạm Thành Long đã chia sẻ, đã tiết lộ rất là hay, mình áp dụng rất là tuyệt vời luôn. Mình là Trung, người chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng. Bạn đã bao giờ mua một khóa học trên online chưa nhỉ? Bạn đã bao giờ học rất nhiều chương trình nhưng mà việc áp dụng của mình nó không được ổn định, không được tốt. Bạn sợ cái việc ghi chép, bạn không có phương pháp ghi chép nhanh và hiệu quả, bạn đi học bạn không thể ghi chép kịp được. Khi bạn xem lại sách vở của mình, nó mất rất nhiều thời gian của bạn và đôi khi nó không hiệu quả. Vậy thì do là đều là mình chưa có phương pháp ghi chép đúng cách và đủ nhanh để theo kịp. Sau khi mình đã học được cái phương pháp này từ thầy Phạm Thành Long thì ngay lập tức cái kết quả học tập của mình cũng như là cái áp dụng vào thực tế của mình nó rất là tuyệt vời luôn, rất là hơn cái ngày xưa mình ghi chép là cứ ghi hết những gì thầy nói và không đôi khi không thể kịp được khóa học như hay những chương trình đào tạo. Mình tin chắc rằng bạn sẽ có cái kết quả học tập tốt hơn cũng như việc áp dụng kiến thức vào cuộc sống nó dễ dàng hơn ở cái video này. Mời các bạn đến phần sau. Thì đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên mà thầy Phạm Thành Long chia sẻ đó chính là viết bằng bút chì. Ngày xưa thì mình viết bằng bút máy tiểu học, dần lên tới bút bi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lên một cái cấp độ nữa, đó chính là viết bằng bút chì. Thì tại sao chúng ta phải viết bằng bút chì ạ? Vì bút chì chúng ta có thể sửa được nó, viết nó không sợ sai, cho nên chúng ta cứ viết. Và khi mà tốc độ chúng ta viết bút chì nó nhanh hơn bút bi rất là nhiều. Bút chì không sợ sai, chúng ta có thể sửa ghi chép rất là thoải mái, sai thì tẩy đi sửa lại, không cần gạch gạch xóa xóa, thay đổi nhanh, tạo ra cơ hội nhanh. Nếu bạn không đủ nhanh để ghi chép, bạn không đủ nhanh để tiếp thu kiến thức, không đủ nhanh để thay đổi thì bạn sẽ bị đẩy lùi lại phía sau. Cái phương pháp thứ hai đó chính là chia cột. Thì là cái trang giấy của chúng ta sẽ chia làm 3 phần, 3 cái cột. Cột đầu tiên sẽ là tiêu đề, nó sẽ dài 3,5 cm, rộng 3,5 cm. Cột thứ hai là hành động, rộng 3,5 cm. Cột ở giữa là nội dung, tức là ở tiêu đề chúng ta sẽ ghi những cái mục chính của cái phần chúng ta học, chúng ta ghi tiếp theo nội dung là những ghi những cái chi tiết ở trong đấy, và cùng hành động là phải biến, tức là mình sẽ nhìn, khi mà nhìn lại á, chúng ta sẽ nhìn vào cái cột hành động này thôi và chúng ta không phải nhìn vào những cái khác nữa. Ví dụ bạn học về video marketing cụ thể hơn nhé. Đây là video marketing. Đó. Video marketing. Đây là cách làm thumbnail. Thumbnail đi. Đó, làm thumbnail. Đây là gì? Mình ghi đây nhé, là sử dụng Canva. Sử dụng Canva này cho chữ tối trên phông sáng. Đó, ví dụ như vậy. Để ý đầu tiên. Ý tiếp theo chẳng hạn là mình cần là chọn ảnh phù hợp. Đó. Để ghép. Mình sẽ làm cho ảnh nổi bật hơn. Ví dụ vậy. Để ghép này. Thì mình chỉ cần một cái ý lên thôi là gì đây? Là sử dụng Canva để làm
theo. Xong đó, thưa chúng ta sẽ tối ưu nhất có thể, tức là mình chỉ cần nhìn hành động của mình thôi. Đây, ví dụ một đống ý như này, dài dài các kiểu như này, tức mình chỉ cần nhìn vào cuộc hành động của mình thôi. Và khi mà mình nhìn cuộc hành động của mình á, nếu mà mình không biết cái này cũng có thể như nào thì mình nhìn cuộc nội dung, tức là mình chỉ cần nhìn vào cái đúc kết lại cái cuộc hành động thôi. Đây là đúc kết kiến thức, nó một phần để mình áp dụng cuộc sống của mình đây. Tức mình sẽ không sợ mình bị lý thuyết, và không sợ là cái mình học nó không áp dụng được. Ok, vậy tóm lại chúng ta cần ghi chép bằng bút chì, tập có những sự thay đổi nhỏ trước, sau đó đến những sự thay đổi lớn sau. Con người ta rất sự sợ thay đổi, cho nên là chúng ta tập từ cái nhỏ nhất. Tiếp theo đó, trong cái việc ghi chép của chúng ta thì cần chia làm 3 cột: tiêu đề, nội dung và hành động, để có thể áp dụng tốt nhất cái kiến thức chúng ta học vào cuộc sống của chúng ta và thật là hiệu quả. Chúc các bạn có thể ghi chép thật là hiệu quả và thành công. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu cái video bạn cảm thấy hay, bạn cảm thấy nó giúp ích cho bạn điều gì đó, thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh giúp mình nhé.